lần quê em ru trong tim mình lời ru thi ca dắt bao môi em cười bao trái tim muôn người cho nhau trọn niềm vui cho nhau trọn niềm trời xanh nghiêng cánh em khúc nhạc tình quê cho hồn ta sao xuyến đẹp đời ta trong cuộc sống muôn người xuân đến say mê tiếng hát nụ cười chiều nay dòng đời xuôi ngược nghe pháo nổ giòn đám cưới ai qua cầm tay em anh chẳng nói lời chi gửi trọn tình thương trong giây phút lặng thầm ngày vui mình anh hẹn mùa xuân sau khi đã tròn câu lời thề
sẽ nâng niu qua tình yêu như nâng niu viên ngọc quý, đón xuân đời bằng xuân tắm môi em. Dù phương trời xa lẻ loi gắn em, nhưng điệp khúc quân hành vẫn rộn ra giữa mùa xuân. Đôi mắt anh trong giấc một màu xanh, chan chứa tình yêu với nỗi buồn thầm kín. Ta đón xuân này bằng tình yêu non nước, hẹn mùa xuân sau ta để tấm duyên tình. Mùa xuân đến bao người mong đợi, từ những trái tim nồng nàn có khu khát hòa chung. Xuân càng thêm thắm nụ cười đôi ta. Thu Trinh xin được kính chào quý vị khán thính giả và quý vị đại biểu. Và bây giờ thì chị Tám ơi, chị Nguyễn Thị Tám, mời chị có thể quay trở lại sân khấu một chút đúng không ạ? Bởi vì vừa rồi thì tất cả quý vị chúng ta vừa lắng nghe giọng ca để mở đầu cho cuộc thi ngày hôm nay với giọng ca của chị Nguyễn Thị Tám, người đã xuất sắc đạt được giải nhất đợt 4 năm 2016 vừa qua của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần với bài vọng cổ Xuân Về Cho Đẹp Tình Ta của tác giả Xuân Vũ. Lúc nãy thì Tú Trinh thấy là ở trong sân khấu chị Tám khá là hồi hộp, đi tới đi lui liên tục để có thể giữ được bình tĩnh của mình để ra sân khấu hát dành tặng cho tất cả quý vị. Không biết là bây giờ sau khi đã biểu diễn xong rồi thì chị Tám cảm nhận như thế nào ạ? Vâng, lời nói đầu tiên thì Tám xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả, lời chào trân trọng nhất. Tám cũng xin cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn đài truyền hình đã tạo cho Tám một cơ hội đến đây để giao lưu cùng quý khán giả thân mến một lần nữa. Thì Tám cũng hồi hộp gì hết, bây giờ là không còn hồi hộp gì nữa, nhưng mà không tự tin gì, cái giọng của mình nó không được khỏe thôi. Tám cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho Tám suốt mấy vòng thi để cho Tám được bản lĩnh tự tin nên là diễn tốt trọn vai của mình. Và cũng xin Tám không có gì hơn, cũng năm mới xin chúc tất cả bà con mình có một mùa xuân mới thật là nhiều hạnh phúc và rất là nhiều sức khỏe nha. Dạ, bây giờ chị Tám nói mà giọng vẫn còn run run đó quý vị, nhưng mà được ra để mà hát dành tặng cho quý vị là cảm thấy vui rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Tám rất là nhiều vì đã dành tặng một bài ca rất là hay như vậy dành đến cho tất cả quý vị. Xin được cảm ơn chị. Tám xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và một lần nữa thì tất cả quý vị chúng ta đang cùng đến với buổi lễ khai mạc và cũng là buổi thi đầu tiên của vòng bán kết cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 1 năm 2017 dành cho người cao tuổi do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi. Và cuộc thi của chúng ta đang được trực tiếp phát thanh trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể dễ dàng xem lại và nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn, đến tham dự vào buổi lễ khai mạc của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần ngày hôm nay, chúng ta hân hạnh đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Quốc Đạt, đại diện của Trung tâm Sản xuất chương trình HTV1. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Và bên cạnh đó thì về phía đại diện của nhà tài trợ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và quý vị thân mến, bên cạnh đó thì cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 1 năm 2017 còn hân hạnh được đón tiếp các bạn đồng nghiệp ở các báo đài như báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an, báo Người Lao Động và báo Sân khấu cũng đã đến tham dự và đưa tin cho chương trình. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và tất cả quý vị báo giới.
Thưa quý vị, và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà báo Lê Hồng Chinh, phó ban tổ chức của cuộc thi, sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 1 năm 2017. Xin trân trọng kính mời nhà báo Lê Hồng Chinh. Kính thưa ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Kính thưa bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện Tổng công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Kính thưa ông Vũ Quốc Đạt, đại diện Trung tâm sản xuất chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi đến quý quan khách, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí, hội đồng giám khảo, các thí sinh cùng quý khán thính giả gần xa lời chúc mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong năm mới 2017. Thưa quý khán thính giả, thể theo yêu cầu của đông đảo quý khán thính giả mộ điệu ca nhạc tài tử cải lương nhằm tạo sân thi thố tài năng dành cho các giọng ca nhiều lứa tuổi. Kể từ năm 2017, chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành thời gian của quý đầu năm luân phiên tổ chức dành cho các giọng ca độ tuổi từ 41 trở lên. Như vậy, năm nay chúng ta sẽ thưởng thức tài nghệ của các giọng ca lớn tuổi từ 41 đến 55, và năm tiếp theo sẽ dành cho các giọng ca cao tuổi từ 56 trở lên tham gia tranh tài. Nét mới của đợt thi này là bên cạnh việc duy trì và phát huy các thể thức thi truyền thống đã quen thuộc, ở vòng chung kết xếp hạng sẽ có sự trở lại của thể loại ca ra bộ, một đặc sản trong đờn ca tài tử, một thể loại đòi hỏi ở thí sinh sự tự tin, từng trải, vốn là sở trường trong tính cách của những giọng ca lớn tuổi với bề dày kinh nghiệm ca hát cùng những trải nghiệm cuộc đời tích lũy qua những tháng năm. Để được cuộc hội ngộ quý giá này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhà tài trợ trong nhiều năm qua đã đồng hành cùng sự phát triển của chương trình. Cảm ơn các đơn vị báo chí, đặc biệt là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi chuyển tải cuộc thi đến với quý khán thính giả. Mùa xuân đến, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin kính chúc quý vị đại biểu, hội đồng giám khảo, các nhạc công, các thí sinh cùng quý khán thính giả yêu quý một năm mới thật mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công, hạnh phúc. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 1 năm 2017. Xin trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của nhà báo Lê Hồng Chinh, phó ban tổ chức của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Kính thưa tất cả quý vị, đồng hành cùng với cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là công ty cổ phần phân bón Bình Điền với thương hiệu Đầu Trâu đã rất quen thuộc trong suốt nhiều năm qua. Đơn vị đã đồng hành cùng với sân chơi nghệ thuật dân tộc của Đài suốt hơn 20 năm vừa qua. Và một lần nữa thì chúng tôi xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với cuộc thi. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trần Thị Ngọc Vân, đại diện của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, lên sân khấu để nhận một bó hoa tươi thắm từ ban giám đốc của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như lời cảm ơn dành đến cho sự đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nam Tuấn, phó giám đốc của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi, sẽ tặng một bó hoa tươi thắm như là một lời cảm ơn từ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành đến cho nhà tài trợ của cuộc thi. Xin được trân trọng cảm ơn bà Ngọc Vân và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Nam Tuấn. Thưa quý vị, bên cạnh việc chúng ta cùng gặp gỡ, cùng giao lưu với các thí sinh khi đến tham dự vào cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần, thì một thành phần không thể thiếu để góp phần làm nên thành công của mỗi cuộc thi, đó chính là các thành viên của ban giám khảo, của hội đồng giám khảo. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hội đồng giám khảo vòng bán kết đợt 1 năm 2017 của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Xin quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón nhạc sĩ, thạc sĩ Huỳnh Khải, chủ tịch hội đồng giám khảo. Và xin được trân trọng chào đón soạn giả Minh Thùy, ủy viên. Trân
trọng chào đón nghệ sĩ Hoài Thanh, ủy viên. Và một thành viên của hội đồng ban giám khảo ngày hôm nay xin được trân trọng chào đón nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, ủy viên. Xin được cảm ơn sự hiện diện của các thành viên trong hội đồng giám khảo và chúc cho hội đồng giám khảo của chúng ta sẽ có một buổi làm việc thật là hiệu quả ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi một lần nữa xin được mời các thành viên của hội đồng giám khảo cùng lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ ban giám đốc của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ, thạc sĩ Huỳnh Khải, trân trọng kính mời soạn giả Minh Thùy, nghệ sĩ Hoài Thanh và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai cùng di chuyển lên sân khấu ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin được mời quay trở lại sân khấu ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức của cuộc thi, sẽ dành tặng những bó hoa như là một lời cảm ơn dành đến cho các thành viên của hội đồng giám khảo. Và xin chúc cho hội đồng giám khảo của chúng ta sẽ làm việc thật là hiệu quả trong ngày hôm nay để tìm ra những giọng ca xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Và chúng ta đang cùng đến với vòng bán kết đợt 1 năm 2017. Xin quý vị một tràng pháo tay để cùng cảm ơn đến cho hội đồng giám khảo. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Nam Tuấn. Và bây giờ thì xin được mời nhạc sĩ, thạc sĩ Huỳnh Khải sẽ nán lại sân khấu được không ạ? Dạ. Và bây giờ thì nhạc sĩ, thạc sĩ Huỳnh Khải của chúng ta, chủ tịch hội đồng giám khảo, sẽ có những chia sẻ trước khi chúng ta cùng đến với các giọng ca trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa ban tổ chức, nhà tài trợ, kính thưa quý khán giả, kính thưa quý thính giả cùng các bạn thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt hội đồng giám khảo, chúng tôi kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, nhà tài trợ, quý khán giả, thính giả cùng các bạn năm mới 2017 hạnh phúc thành đạt. Trước khi vào vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần dành cho người lớn tuổi quý 1 năm 2017, thay mặt hội đồng giám khảo, chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi được có đôi lời về chuyên môn ca đối với các bạn thí sinh như sau. Các bạn thí sinh thân mến, chúng tôi vui mừng khi sắp được thưởng thức những giọng ca của các quý anh, quý chị, những bài ca mà có lẽ đã cùng sống, cùng sớt chia những ngọt bùi cay đắng trên những đoạn đường vui buồn lẫn lộn. Thật không phải dễ khi cân đong đo đếm so sánh các giọng ca đã từng ca hàng ngàn lần những bài ca tủ, những bài ca ruột, những giọng ca đã từng ca cho mình, ca cho người để cùng nắm tay nhau xây dựng cuộc đời mới tốt đẹp hơn, làm những tấm gương cao đẹp cho thế hệ cháu con tiếp bước. Mặc dù vậy, niềm đam mê thể hiện giọng ca của các thí sinh qua các tiết mục được trình bày sẽ được so sánh, tuyển chọn vào vòng trong với một số yêu cầu như chọn bài ca phải đúng theo thể lệ, ca diễn phù hợp với nội dung bài ca, ca không rớt nhịp, không đâm hơi, không quên lời, ca có sự sáng tạo mới trong giai điệu, trang phục phù hợp và đặc biệt thái độ hòa nhã. Thay mặt hội đồng giám khảo cuộc thi, chúng tôi hy vọng quý anh, quý chị sẽ hài lòng với chính mình khi thể hiện niềm đam mê trước công chúng. Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhà tài trợ, quý vị khán giả, thính giả cùng các bạn năm mới hạnh phúc thành đạt. Chúc vòng bán kết cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần quý 1 năm 2017 thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ, thạc sĩ Huỳnh Khải, chủ tịch hội đồng giám khảo. Và đó cũng là những gửi gắm rất mong rằng là tất cả các thí sinh của cuộc thi, chúng ta sẽ thật sự tự tin khi các thí sinh sẽ bước ra sân khấu và biểu diễn tài năng của mình. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì không để cho quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng dành thời gian để gặp gỡ và chào đón các thí sinh của vòng bán kết đợt 1 năm 2017 của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng mời ra sân khấu thí sinh với số báo danh 13 Lương Văn Nguyên đến từ An Giang.
thí sinh với số báo danh 19 Nguyễn Văn Thôn đến từ Đồng Tháp. Số báo danh 01 Trần Bá Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh với số báo danh 31 Nguyễn Văn Thược đến từ Tây Ninh. Số báo danh 43 thí sinh Huỳnh Thị Thu Đông đến từ Bình Dương. Số báo danh 25 thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đến từ Đồng Tháp. Số báo danh 37 thí sinh Trần Lệ Thu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là số báo danh 07 thí sinh Dương Kim Sang đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đây là những thí sinh trong vòng bán kết đợt 1 ngày hôm nay. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Để chúc cho các thí sinh của chúng ta sẽ thật sự tự tin, bình tĩnh với phần thi của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị và chúc cho các thí sinh của chúng ta sẽ thật tự tin, tỏa sáng trên sân khấu hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, một lát nữa thì các thí sinh sẽ quay trở lại sân khấu và dành những bài vọng cổ rất hay, rất ngọt ngào dành đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Thu Trinh xin được phép là chia sẻ thêm một số các thông tin quen thuộc khi quý vị đang theo dõi cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc là hàng tuần chúng ta sẽ cùng đọc thư của các khán thính giả gửi về cho cuộc thi thì nhằm giúp cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, đang nghe chương trình cũng như đang có mặt ngay tại hội trường, chúng ta có thể giao lưu trực tiếp cũng như là thể hiện tình yêu của mình đối với bộ môn nghệ thuật cải lương thì chương trình cũng có thêm nhiều các tiết mục rất là hấp dẫn và mong là quý vị sẽ luôn đồng hành quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có trò chơi dự đoán câu nhạc ngay tại hội trường và với các khán giả đang có mặt tại hội trường thì quý vị có thể tham gia dự đoán câu nhạc do dàn nhạc tấu lên trực tiếp ngay tại sân khấu và sẽ có 3 đáp án dành đến cho quý vị chúng ta lựa chọn. Khán giả nào chúng ta đã nghe thật kỹ và chọn được đáp án đúng thì mình sẽ nhận ngay một phần quà may mắn ngay tại hội trường trị giá là 100.000 đồng. Và với mỗi buổi thi như vậy thì sẽ có 3 câu nhạc dành cho quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dự đoán. Cho nên là rất mong quý vị chúng ta hãy nghe thật kỹ và đừng bỏ qua cơ hội may mắn của mình nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ còn có một tiết mục mà tôi Trinh nghĩ rằng rất là hấp dẫn, đó chính là thi ca cổ qua điện thoại. Và các khán thính giả tham gia thì bằng cách là chúng ta chỉ cần đăng ký qua số điện thoại quen thuộc 0838223285 và 0839105934. Thư ký của chương trình sẽ kết nối để khán thính giả có thể hát ngay qua điện thoại tại nhà của mình. Và với mỗi buổi thi như vậy thì chúng tôi sẽ chọn ra 3 thính giả để cùng tham gia. Thính giả sẽ ca một câu vọng cổ và ban giám khảo chính là tất cả quý vị khán giả đang có mặt ngay tại hội trường. Chúng ta sẽ đánh giá xếp hạng cho các thí sinh ca cổ qua điện thoại bằng chính những tràng vỗ tay của mình. Ai nhận được những tràng vỗ tay lớn hơn thì người đó sẽ có giải cao hơn. Và ban tổ chức thì sẽ có 2 giải thưởng với một giải nhất trị giá là 500.000 đồng và một giải nhì trị giá là 300.000 đồng mỗi tuần. Và thính giả trúng giải thì quý vị chỉ cần liên hệ qua số điện thoại 0839111346 để cung cấp các thông tin nhận giải. Các hình thức giao lưu và trò chơi sẽ lần lượt diễn ra xen kẽ giữa các phần thi của các thí sinh khi đến tham dự vào cuộc thi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình, chúng ta hãy nhanh tay nhất và gọi đến 2 số điện thoại 0838223285 hoặc là 0839105934 để đăng ký hát trực tiếp qua điện thoại. Sau đó thì thư ký của cuộc thi sẽ liên hệ đến người đăng ký để mời quý vị tham gia trực tiếp. Rất mong là quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với cuộc thi. Và quý vị khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc thi ngày hôm nay. Ở vòng bán kết thì thể lệ thi là mỗi thí sinh sẽ bốc thăm ca một lớp trong 6 bài Bắc hoặc là 8 câu hay một lớp trong 3 bài Nam và 2 câu vọng cổ tự chọn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dành tràng pháo tay thật lớn của mình để cùng chào đón thí sinh đầu tiên mở đầu cho buổi thi bán kết ngày hôm nay. Cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần năm 2017 đợt 1 dành cho người cao tuổi. Và xin quý vị chúng ta hãy cùng chào đón một lần nữa thí sinh với số báo danh 13, Lương Văn Nguyên, sinh năm 1973 đến từ An Giang, sẽ dự thi với bài hát Xuân Tình lớp 1
Phạm Lãi Biệt Tây Thi, câu 1-2 của tác giả, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đờn ca tài tử là môn nghệ thuật rất đậm đà, không cầu kỳ mà cũng chẳng xa hoa. Dù thôn quê hay chốn thị thành, với tâm hồn đam mê nghệ thuật không phân biệt, già trẻ hay sang hèn, mỗi khi hợp mặt qua âm điệu bóng trầm khoan nhạc, những ưu tư tiền muôn chẳng còn, khi tiếng ca hòa lẫn tiếng đàn nghe tâm hồn bay bồng lần lần. Em yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu nghiệp ca cầm, trải bao đời cha ông truyền lưu cho ngày nay những giai điệu tuyệt vời, nên những lúc trà dư tửu hậu vẫn không quên gìn giữ bảo tồn phát huy nền văn hóa nước nhà. Thêm mặn mà những giai điệu quê hương, từ thôn quê đến thành qua đô hội đâu cũng có đợt ca hội ngộ, đưa phong trào ngày càng phát triển, thế hệ sau nổi bước trào lưu. Dẫu cho những lúc thăng trầm, tình yêu nghệ thuật không đổi đổi tay, đợt ca vĩ dạ khẽ thở dài.
về lẻ đất Việt, lệ âm hùng cô né sầu rơi. Ngày mai này khi sang đón ngũ băng, nàng ở lại còn ta bồi hồi về cô quốc. Rồi đang tình sự sẽ chết bằng nước mắt mới tao vùng sao sớm dỗ lìa tan. Xin được chúc mừng cho thí sinh đầu tiên của chúng ta. Dạ, xin được mời anh Lương Văn Nguyên ạ. Anh sẽ cùng quay trở lại sân khấu và nán lại sân khấu một chút nhé. Thưa quý vị, bao giờ cũng vậy thì với thí sinh đầu tiên thì thường sẽ có rất là nhiều áp lực để bước ra sân khấu và tự tin thực hiện hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình. Và để hỗ trợ cho các thí sinh của chúng ta có được phần dự thi thật tốt trong cuộc thi ngày hôm nay, thì bây giờ trước khi mà chúng ta cùng đến với điểm số mà hội đồng giám khảo dành đến cho anh Lương Văn Nguyên, thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành sự ủng hộ của mình đến cho các thành viên của ban nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Hồng Đức, đàn guitar. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Thanh Long, đàn kìm. Nhạc sĩ Duy Khôi, đàn tranh ạ. Và cuối cùng là nhạc sĩ Thanh Hoàng với đàn cò. Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất là nhiều. Còn bây giờ thì quý vị, chúng ta sẽ cùng với thí sinh đầu tiên là anh Lương Văn Nguyên đến từ An Giang sẽ cùng lắng nghe điểm số mà hội đồng giám khảo dành đến cho phần dự thi vừa rồi của mình. Đầu tiên thì Tú Trinh đã nhìn thấy điểm số của nhạc sĩ Thạc sĩ Huỳnh Khải 18,92. Điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh là 18,96. Cũng gần như điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh là điểm số của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,95. Và cuối cùng là điểm số của soạn giả Minh Thùy dành đến cho thí sinh Lương Văn Nguyên 18,95. Xin được chúc mừng cho anh Lương Văn Nguyên. Một nụ cười rất là tươi đã nở trên môi của mình sau phần dự thi đầu tiên. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh thứ hai, số báo danh 19, Nguyễn Văn Thôn, sinh năm 1962 và đến từ quê hương miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp, sẽ dự thi với bài hát Đảo Ngũ Cung 12 câu, giây phút ngậm ngùi câu 1-2 của tác giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa dành đến cho thí sinh Nguyễn Văn Thôn. Nghĩa cố tri suy xét trong đảo Kim Bằng, kêu tỏ ngọn quê đăng, sự thế còn chứng minh hào gia giàu có nhất phương, danh tánh gọi Lưu Bình, kết bản đồng tình, nuôi trong nhà nhiều anh em. Chàng ta quen thoái phong lưu, ý lại chỗ sang giàu, có bạc vàng tiền ngàn, nên chẳng biết lo xa, hằng ngày đắm đuối trăng qua sớm tối, lần la tự tình giả tạo ân tình, đắc chí phường lưu manh. Còn trong thơ thì ân bạn một người
nơi Lưu Bình. Con gọi người Dương Lệ ấn cần đèn sách kinh sử rồi trao, mong bản hộ đề cao đặng trả nghĩa cố giao. Mười mấy năm xa xứ là mười mấy năm chinh chiến, nay về Tiểu Cần lòng sao xuyên bâng khuâng. Khi ra đi đang lúc tuổi còn xuân, ngày trở lại tóc xanh đà đêm trăng. Trở lại quê xưa tôi nghe tâm tư ngậm ngùi với bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sao mấy lần dâu biển vẫn ghi đậm trong tôi muôn thở nặng ân tình. Lối nhỏ vào thôn tôi lê bước một mình, mười mấy năm làm thân diện xứ nay trở về thăm lại xóm làng xưa. Thôn ấp ngày nào đổ nát quán sơ nay lại vang lên tiếng hát tiếng đàn. Con trúc bên đường cành lá phất phơ như đón chào ai trở về sớm. Thí sinh Nguyễn Văn Thôn xin được mời chú sẽ nán lại sân khấu ạ, bởi vì mình sẽ còn phải lắng nghe nhận xét của hội đồng giám khảo và đến cho phần thi của mình. Không biết là chú Thôn có còn rung hay không, nhưng mà cũng xin được chia sẻ với quý vị là lúc nãy Tú Trinh ngồi bên trong sân khấu với lại chú Thôn và với các anh chị, các cô chú thí sinh thì ai cũng rất là hồi hộp. Và trước khi ra sân khấu thì đều hít thật là sâu, thở hơi thật là mạnh để có thể giữ hơi và hát thật là tốt phần dự thi của mình. Nhưng dù sao thì mình cũng đã hoàn thành thật là trọn vẹn phần thi của mình rồi. Bây giờ thì xin được mời những điểm số đến từ các thành viên hội đồng giám khảo dành đến cho thí sinh thứ hai của chúng ta vừa hoàn thành xong phần thi của mình là chú Nguyễn Văn Thôn đến từ Đồng Tháp. Điểm số đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy từ nhạc sĩ thạc sĩ Huỳnh Khải là 18 điểm. Và điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh là 18,20. Tương tự đó cũng là điểm số của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai, 18,20. Và chúng ta còn chờ đợi điểm số từ soạn giả Minh Thùy, 18,05.
Và như vậy là chúng ta đã cùng biết được các điểm số mà thí sinh chú Nguyễn Văn Thôn đã vừa hoàn thành xong. Xin được cảm ơn chú và mời chú quay trở vào trong, chúng ta cùng nghỉ ngơi trong giây lát. Còn bây giờ thì thưa quý vị, hai thí sinh đầu tiên ít nhiều cũng đã đối diện với những áp lực và tâm lý để có thể hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh thứ ba trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin được mời ra sân khấu thí sinh với số báo danh 01 Trần Bá Cường, sinh năm 1969, đến từ thành phố Hồ Chí Minh và sẽ dự thi với bài hát Nam Ai Tám Câu Tình Nghệ Sĩ Câu 5-6, một sáng tác của tác giả Huỳnh Thanh Tuấn. Xin quý vị một tràng pháo tay để cùng động viên cho thí sinh Trần Bá Cường. Hát khúc Nam Ai, nước mắt đã tuôn thành dòng, lòng sầu chưa chan, quặn thắt cả tâm hồn. Năm cánh sầu trong và thơ than, nguyện một lòng thờ mẹ kính cha, dẫu giảng dặm xa nhà, lòng không hề vui ta. Mẹ nay niên kỷ đã cao dời, mà đàn con thì bị dẫu bao sương gió phong trần, lòng vẫn lòng ân. Đứng ngõ sao trông về quê mẹ, phần làm con ruột thắt trăm chiều, cuộc sanh ly ba dạng sao ngàn. Người khúc người trông theo. Sân khấu của người ta thì đèn quá rực rỡ, còn sân khấu của ông là khoảng trống cuộc đời. Gần trọn đời lấy bước khắp nơi, ông vẫn chưa tìm ra bến đầu. Ông sẽ về đâu khi bạn đồng hành chỉ là cây đàn lông phim, rồi một ngày hơi tàn tiếng tắt bước lãng du, ông không tìm ra quán trọ cho mình. Ngày mấy lượt sang sông ca hát kiếm tiền, chiếc phà cũng ngày sáng sông mấy lượt, ngắm lại nó hạnh phúc đến về có bên đời. Sau đời ông vẫn chưa tìm được bên neo, ông cố vui dù đời thiên bất, để đêm đêm dưới hiên nhà ai đó mưa lầm lên gầy ruột nhà. Giọng ca ông lạc lõng giữa cơn mưa, u ẩn tiếng tới
lòng thôn. Xót thân ông làm én bay giữa dòng đời giống bầu, gió giật liên hồi cánh nén trao nghiêng. Giữa số bồ bao kẻ lại qua, ông đâu biết có người xứng xứng đồng tâm. Trước mắt tôi bỗng nhiên nhòa nhạt, có lẽ hạt mưa rơi ở mắt mình. Và cặp bên rồi tôi bước lên xe, bỏ lại sau lưng tiếng đàn dòng ca ông lâu. Những hình ảnh ấy tôi không quên được, như khúc ca buồn nghe lại giữa chiều. Xin chúc mừng thí sinh Đào Bá Cường, Trần Bá Cường đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình và xin được mời anh Nắng lại sân khấu ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà các thành viên của hội đồng giám khảo dành đến cho thí sinh Trần Bá Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là điểm số rất cao đến từ nhạc sĩ Thạc sĩ Huỳnh Khải, 18,89 điểm. Và của nghệ sĩ Hoài Thanh là 18,90. Cao hơn một chút nữa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,91. Và điểm số của soạn giả Minh Thùy là 18,88. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Bá Cường với phần dự thi vừa rồi của mình. Chúc mừng anh. Và tiếp theo thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thêm phần dự thi của một thí sinh nữa, với bốn thí sinh đầu tiên, với phần dự thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là thí sinh với số báo danh 31, Nguyễn Văn Thược, sinh năm 1972 và đến từ Tây Ninh, sẽ dự thi với bài hát Nam Ai 8 câu và Thương em nhiều qua lá thư xuân câu 1-2 của tác giả Ngô Hồng Khanh. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay dành đến cho thí sinh Nguyễn Văn Thược. Dầu Tết không phai hình dáng cầu, bác hai ơi con đàn đẩy một khúc Nam Ai hoài niệm người xưa. Một bàn kiếm
mừng vào xuân rừng thay áo mới lá đỏ rơi đầy phố lối quân đi giữa lúc hành quân dừng chân anh giết rồi gửi về em bên anh xa xôi. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc đang bồi hành quân dừng chân nắng nốt con chim mừng xuân vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng vào xuân rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn rừng buông sương nắng và tiếng chim ngàn dục sáng đồi bình minh. Ruộng xóm đồng trưa mưa nắng tấu tần, mấy con tay chồng đôi giặt miền xa đất bán đôi cánh bàn tay rắn nắng. Đến từ Tây Ninh ạ, xin được mời anh Thược quay trở lại sân khấu đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và bây giờ thì anh Nguyễn Văn Thược cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi điểm số mà hội đồng giám khảo dành đến cho phần dự thi vừa rồi của mình. Đầu tiên là điểm số từ nhạc sĩ thạc sĩ Huỳnh Khải 18,88. Điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh 18,89. Trước khi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai đưa ra điểm số của mình là 18,90 thì điểm số của soạn giả Minh Thùy là 18,88. Xin được chúc mừng cho anh Nguyễn Văn Thược với phần dự thi vừa rồi của mình cùng với điểm số đã nhận được từ hội đồng giám khảo. Thưa quý vị, như vậy là trong 8 thí sinh dự thi vòng bán kết đợt 1 năm 2017 của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn phần dự thi của 4 thí sinh nữa ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với phần giao lưu với tất cả quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, với mỗi cuộc thi trôi qua thì lúc nào những cuộc thi của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được nhiều những lá thư
và cả những chia sẻ, những cảm nhận về chương trình, đặc biệt là về bộ môn nghệ thuật cải lương từ tất cả quý vị khán thính giả gần xa. Và khi quý vị chúng ta viết thư gửi về cho chương trình thì quý vị vui lòng mà chúng ta hãy ghi đúng tên họ của mình theo như trên chứng minh nhân dân và đúng địa chỉ để ban tổ chức có thể gửi tặng những món quà đến tận nơi dành cho tất cả quý vị khán thính giả. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể gửi thư về cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị có thể gửi qua địa chỉ email banvangnghe@voha.gmail.com. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Và bây giờ thì quý vị ơi, như ngay từ đầu của chương trình thì chúng ta sẽ có phần kết nối trực tiếp để lắng nghe giọng ca cổ của các khán thính giả khi gọi điện thoại đăng ký về để gửi tặng giọng ca của mình, ca khúc của mình dành đến cho tất cả quý vị. Ngay bây giờ thì Tú Trinh sẽ kết nối cùng với ba vị khán thính giả đã nhanh chóng đăng ký với các số điện thoại quen thuộc và thể hiện ngay tài năng của mình trong chương trình ngày hôm nay. Alo. Alo. Dạ alo, Tú Trinh xin được chào anh ạ. Dạ, đầu tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về mình là anh đến từ đâu không ạ? Anh tên gì ạ? Ủa? Giới thiệu của tôi nữa. Tôi tên Cao Văn Thắng. Dạ, anh Thắng, dạ. Ngụ ấp Long Hòa, xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. À, như vậy là anh Thắng đến từ tỉnh An Giang. Anh Thắng ơi. Dạ. T-R-N. Dạ. Anh Tấn đúng không ạ? Tấn. Dạ rồi, anh Tấn đến từ An Giang. Dạ, bây giờ thì anh Tấn ơi, anh có hay theo dõi chương trình của mình không anh? Có theo hoài mà hôm nay mấy tháng này rồi cái chảo là như xài không? Cái đài không cho xài nữa sao? Không coi được. Dễ thương quá. Như vậy thì anh Tấn có thể nói là một khán giả hâm mộ của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và bây giờ thì để thể hiện cho tài năng của mình cũng như là mong muốn dành tặng đến cho tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình một trích đoạn hay là một hai câu ca cổ nào mà anh cảm thấy tự tin nhất, thì bây giờ anh Tấn sẽ trình bày phần thi nào ạ? Dạ, câu số 5 trong bài Ga Buồn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Dạ rồi, bây giờ thì xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay trước quý vị nha. Nhưng mà đây chưa phải là phần bình chọn của tất cả quý vị khán giả đâu anh Tấn ơi. Cho nên mình tự tin, mình không phải biểu diễn thì mình hãy tự tin để mình ca lại thật là hay qua điện thoại anh nhé. Xin mời ạ. Chiều nay tôi lại đến sân ga, con tàu nào cho em tôi trở lại sân ga buồn nửa hồn tôi rời. Tàu cố về đây mà người xưa dân bông. Sương phủ trắng sân ga ngỡ như phương trời xa, tuyết trắng người dân chờ mong mà người chẳng quay về. Tàu dần thủy chung mà người đại nổi này, có ngờ đâu chuyện em về hôm nay là lần cuối cùng mãi mãi chia xa. Em lấy chồng nơi phương bắc mà xa, em làm mẫu nghi xong em đã thành ô này. Trong em đó chút đời trên xe đầy, em đẩy đợi em vào không tối cuộc đời. Cái này là
không có nghe tiếng đờn một chút nào luôn, thành ra cái này ca đơn từ. Cái này là anh Tấn không có nghe được rõ tiếng đờn đúng không ạ? Nhưng mà mình không ca cũng rất là ngọt luôn. Rồi quý vị ơi, quý vị đã nghe xong phần ca đầu tiên của anh Tấn đến từ An Giang rồi thì quý vị nhớ lại giùm Tú Trinh nha. Một lát nữa thì mình sẽ có phần bình chọn trực tiếp ngay tại hội trường của mình cho các thí sinh nào qua điện thoại có phần biểu diễn xuất sắc nhất. Rồi xin được cảm ơn anh Tấn đến từ An Giang rất là nhiều. Anh hãy tiếp tục theo dõi chương trình để biết được kết quả nhé. Và bây giờ thì cho Tú Trinh xin được kết nối với lại một khán thính giả thứ hai đã đăng ký thể hiện giọng ca của mình đến với cuộc thi ngày hôm nay ạ. Alo. Alo, chị nghe. Alo, dạ em chào chị. Chị ơi, chị có thể cho tất cả quý vị biết tên của mình và mình đang gọi đến từ đâu không chị? Chị Lê Lê Thúy Ngân ở Bạc Liêu em. Dạ rồi, chị Nga, đến từ Bạc Liêu. Thúy Ngân. Dạ rồi. Chị, bây giờ thì chị sẽ dành tặng một câu ca cổ nào mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, tự tin nhất cho tất cả quý vị khán giả ạ. Và nếu như mình ca hay thì mình sẽ còn nhận được quà đó chị. Mà chị chọn trong cái bản Đêm Cảnh Chùa Quang đó em. Dạ rồi. Câu 5. Dạ, bây giờ thì ban nhạc của chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi. Xin mời chị. Chị ca hát em. Còn lại cúi đầu buồn ba tiếng người đi dạng kỹ không về. Chị có đang rung lắm không? Alo. Alo. Chị ơi, chị có đang rung lắm không khi mình ca qua điện thoại như vậy ạ? Nó không rung mà tại mấy bữa nay chị bể tiếng đó cơ. Rồi, mấy bữa nay chị bị bể tiếng. Chị An đúng không ạ? Chị An đến từ Bạc Liêu. Như vậy là quý vị ơi, quý vị nhớ lại là anh Tấn đến từ An Giang, chị An đến từ Bạc Liêu đã ca như thế nào. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ bình chọn ngay tại hội trường ngày hôm nay quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ có thêm một giọng ca nữa qua điện thoại đã đăng ký đến với chương trình. Alo. Alo. Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, Tú Trinh xin được hỏi là anh đang gọi từ đâu và mình tên gì vậy anh? Anh đi gọi từ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh tên Nguyễn Ngọc Hùng, năm nay 52 tuổi. Năm nay 52 tuổi. Dạ rồi, như vậy là anh Hùng đến từ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với lại Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh có hay xem cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của đài mình không anh? Anh không bỏ lỡ cuộc thi nào hết á. Dạ, không bỏ lỡ cuộc thi nào luôn. Như vậy là một khán giả rất là trung thành trong nhiều năm qua rồi. Rồi, bây giờ thì anh sẽ chọn là mình sẽ ca một vài lời ca trong bài ca cổ nào mà mình cảm thấy tự tin nhất ạ? Bài gì anh? Anh ca Tình Anh Bán Chiếu câu 4. Dạ, Tình Anh Bán Chiếu câu 4. Rồi, câu 4. Anh sẵn sàng nha. Rồi. Chiêu bông đi mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không.
Được, cảm ơn anh Hùng đến từ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. À, anh có thấy hài lòng với lại phần ca vừa rồi của mình không anh? Hài lòng nhiều lắm nhưng mà không nghe được tiếng đàn. Dạ, nhưng mà mình hài lòng nhiều lắm là được. Rồi bây giờ thì tất cả các khán giả, các thính giả mà đã đăng ký qua điện thoại, có anh Tấn ở An Giang, chị An ở Bạc Liêu, anh Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình đang theo dõi chương trình đúng không ạ? Thì mình sẽ cùng lắng nghe. Lắng nghe xem là tất cả các khán giả đang có mặt tại hội trường đã nghe thật kỹ phần biểu diễn, phần ca của mình rồi thì sẽ bình chọn như thế nào. Dạ, xin cho hỏi tất cả quý vị, chúng ta đang có mặt ngay tại hội trường của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đánh giá và bình chọn như thế nào cho phần dự thi đầu tiên của anh Tấn đến từ An Giang ạ? Bằng một tràng pháo tay của mình được không quý vị? Rồi. Và cho phần dự thi thứ hai qua điện thoại của chị An đến từ Bạc Liêu ạ. Sao Tú Trinh nghe thấy nó cũng tương tự như là của anh Tấn vậy ta? Rồi cuối cùng là của anh Hùng đến từ thành phố Hồ Chí Minh thì sao ạ? Dạ, anh Hùng nói là hài lòng lắm. Như vậy thì chắc là sự tự tin của anh cũng đã phần nào thuyết phục được các khán giả đang có mặt tại hội trường của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì anh sẽ nhận được giải nhất, đúng không ạ? Với phần quà trị giá là 500.000 đồng trong phần thi giao lưu này. Nhưng mà còn với hai vị khán thính giả vừa rồi của chúng ta là anh Tấn ở An Giang và chị An ở Bạc Liêu thì chưa phân được ai sẽ là người nhỉnh hơn trong phần bình chọn của quý khán giả. Dạ xin quý vị cho Tú Trinh một lần nữa. Bây giờ mình không vỗ tay nữa mà mình có thể giơ tay lên được không ạ? Ai sẽ bình chọn cho anh Tấn đến từ An Giang ạ? Dạ sao em Trinh thấy là em thấy là giơ tay nhiều hơn vỗ tay đó. Rồi bây giờ là của chị An đến từ Bạc Liêu ạ. Dạ rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã xác định được giải thưởng tiếp theo trị giá 300.000 đồng sẽ thuộc về anh Tấn đến từ An Giang. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã rất là nhiệt tình gọi điện thoại về và đăng ký để mà dành tặng giọng ca của mình. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang có mặt trực tiếp tại hội trường của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần dự thi nữa của 4 thí sinh còn lại trong buổi thi đợt 1 năm 2017 ngày hôm nay quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh mang số báo danh 43, Huỳnh Thị Thu Đông, sinh năm 1975 và đến từ Bình Dương, sẽ dự thi với bài hát Lưu Thủy Trường 12 câu, quê hương câu 5-6 của tác giả Võ Đông Điền. Xin quý vị dành một tràng pháo tay dành đến cho thí sinh Huỳnh Thị Thu Đông. Về miền Tây dòng tiền giang thơ mộng trung lớn có quýt mộng tám ngọn cái bè vú sữa lớn.
xôi mờ. Nghe âm giao khúc ca tuyệt tình, tiếng nguyệt cầm vọng lại trên bến mất cần thơ. Miền sông nước Hậu Giang bên Ninh Kiều là nét đẹp Tây Đô. Kỳ trống ai tiếng quê, nghe gần gùi dịu dàng êm ái qua. Mẹ ơi con hiểu rồi, quê hương là dòng sông yêu thương, những buổi trưa hè cho con tâm quê hương là những cánh cò trên đồng quê xanh ngát, là bướm là hoa là khúc nhạc chứa chan tình. Là lý che xanh cây cổ thụ đầu đình, quê hương là đêm trăng tỏ ngồi bà nghe kể chuyện ngày xưa, là những buổi trưa hè bên nhịp dòng đông đưa, nghe mẹ hát ầu ơi mãi qua, là phía trời xa đã hiểu vì sao chú thương binh anh dấu chân tròn trên kia mà vẫn ôm đàn khúc quê, giờ ở ngoài kia nơi xa cách biên cương chú bộ đội vẫn ngày đêm canh giường cho quê hương cánh diều bay phấp phới. Có những một mẹ mà mẹ ơi con hiểu rồi đó mẹ, con yêu mẹ nhiều và yêu cả quê hương. Xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Thị Thu Đông và xin mời chị sẽ cùng lắng nghe điểm số từ hội đồng giám khảo dành đến cho phần dự thi vừa rồi của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với các điểm số từ các thành viên của hội đồng giám khảo. Và chúng tôi vẫn đang chờ đợi các điểm số từ nhạc sĩ Thạc sĩ Huỳnh Khải, nghệ sĩ Hoài Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai và soạn giả Minh Thùy. 18,50 là điểm số của Thạc sĩ Huỳnh Khải. Tiếp theo sẽ là điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh, 18,60. 18,53 là điểm số của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai. Và cuối cùng, soạn giả Minh Thùy với điểm số là 18,51. Xin được chúc mừng cho thí sinh Thu Đông với phần dự thi vừa rồi của chị. Cảm ơn chị. Và tiếp theo xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của một thí sinh nữa đến từ quê hương Đồng Tháp, số báo danh 25, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1971, dự thi với bài hát Đảo Ngũ Cung 12 câu Nhớ Cha Trong Mùa Phượng Đỏ câu 1-2 của một tác sáng tác của tác giả Dương Thị Thu Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Hoàng Sa ơi quần đảo thân thương, mảnh đất thiên nhiên nơi tuyến đầu quay phong sừng sừng. Phượng đỏ cho hồng thêm sắc thắm,
Xin được chúc mừng thí sinh Mỹ Hạnh với phần dự thi của mình và xin mời chị sẽ cùng lắng nghe phần nhận xét của hội đồng giám khảo dành đến cho phần thi của mình. Và các thành viên của hội đồng giám khảo vẫn đang có sự thảo luận cùng với nhau để đưa ra những quyết định về điểm số cuối cùng dành đến cho thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đến từ Đồng Tháp. Và điểm số của nhạc sĩ Thạc sĩ Huỳnh Khải 18,94. Điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh 18,97. Và chúng tôi vẫn đang chờ đợi điểm số từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,96. Và đó cũng là điểm số từ soạn giả Minh Thùy. Xin được chúc mừng cho thí sinh Mỹ Hạnh. Chúc mừng chị rất nhiều. Thưa quý vị, 6 thí sinh đã lần lượt hoàn thành xong hết phần dự thi của mình và chỉ còn 2 thí sinh nữa mà thôi. Và một lần nữa thì quý vị và các bạn đang cùng theo dõi cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần năm 2017 do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân và trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi này. Quà tặng đặc biệt vụ đông xuân, mua 2 bao phân bón đầu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An, nhận ngay 1 cục xà bông thơm. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem. Mời đến với cuộc thi. Xin quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón nghệ sĩ Ngân Tâm dành tặng đến quý vị bài vọng cổ Tặng đời chiếc nón bài thơ của soạn giả Trần Phán. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngân Tâm xin gửi đến quý đại biểu, quý khán thính giả lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dưới thay việc làm thơ nón, làm ra bao nón bài thơ. Nón trắng che nghiêng đồng ruộng, như hoa trời trắng dưới cờ. Làng em ở mai phú phong, quê anh mai thân sông. Chiếc nón bài thơ sinh ra từ bao giờ mà thùy mị đón trang như tình tình cô gái Huế. Che nắng, che mưa như nam thanh nữ tú lao động ngày đêm trên đồng ruộng công. Nón trắng che nghiêng như người thẹn với ai nhìn, ai lên lén nhìn ai rồi nghiêng che nón trắng mỗi khi lòng mình trộm thầm thương. À ơi khi lòng bâng khuâng thì nón ụp kinh mắt, khi lòng lâng lâng nón nghiêng ngửa mờ, khi đọc tình thơ thì nón soi đèn trời, khi lòng tính rồi thì nón cười hân hở. Hân
ngắm tay em chầm nón bao non giọt nắng rồi em gì mà bây giờ xuống nhà dọc dãi ngang mùi chuyện lẫn rừng về gặt lá nhớ em ghê mẹ nhắm về xuôi dọc ngang tay rừng nỗi nhớ xôn xao sông cồn thạch hang sông đưa bóng cánh bè vượt chứa thời gian nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ ta về trắng dưới cờ chỉ nón bài thơ đã dựng nên hình non giang đứng làm dịu cơn khát bao thế hệ hôm nay ôi thương sao là thương hình dạng mảnh mai mà sinh bền dinh cương nón ở mỗi nhà cùng người giáo viên vui đời mập mạc sắc trắng ôi bạn con người nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ ta về vừa hồi thi đua tưng bừng chúng ta đôi bạn tình đời tặng cho đời chiếc nón bài thơ xin cảm ơn rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn vừa rồi của nghệ sĩ Ngân Tâm, một món quà dành đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, và trước khi chúng ta cùng đến với phần dự thi còn lại của hai thí sinh trong buổi thi bán kết đợt 1 năm 2017 ngày hôm nay, thì ngay bây giờ xin phép cho chúng tôi được đọc tên các thí sinh sẽ đến tham dự vào vòng bán kết buổi 2 cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần dành cho người lớn tuổi đợt 1 năm 2017 vào tuần sau. Và xin được mời các thí sinh với số báo danh 02, Nguyễn Thị Kim Quyên sinh năm 1972 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh 08, Nguyễn Bạch Long sinh năm 1963 đến từ Bến Tre. Số báo danh 14, Huỳnh Minh Trung sinh năm 1976 đến từ An Giang. Số báo danh 20, Hồ Duy Quý sinh năm 1965 đến từ Đồng Tháp. Số báo danh 26, Nguyễn Thị Châu sinh năm 1966 và đến từ Đồng Nai. Số báo danh 32, Nguyễn Văn Vũ sinh năm 1971 đến từ Bến Tre. Số báo danh 38, Lê Quang Vinh sinh năm 1964 đến từ Bạc Liêu. Số báo danh 44, Nguyễn Hồng Trang sinh năm 1966 và đến từ Đồng Nai. Số báo danh 50, Trương Văn Khó sinh năm 1963 đến từ Đồng Tháp. Và số báo danh 56, Nguyễn Văn Sĩ sinh năm 1974 đến từ Đồng Tháp. Và xin được mời các thí sinh có tên vừa đọc sẽ đến Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2017 để bốc thăm và đăng ký bài ca chuẩn bị cho buổi 2 vòng bán kết sẽ được diễn ra vào chiều thứ bảy cùng ngày. Khi đi thì xin được mời các thí sinh vui lòng mang theo chứng minh nhân dân của mình. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần đợt 1 năm 2017 trân trọng thông báo. Đó là những thông tin mà chúng tôi hy vọng rằng là các thí sinh của tuần sau sẽ lưu ý và không bỏ lỡ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Thí sinh với số báo danh 37, Trần Lệ Thu, sinh năm 1971 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, dự thi với bài hát Nam Ai 8 câu và Xuân Đất Khách câu 56 sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Diệu ơi, chị thương em không hết. Lẽ nào chị đi cướp đoạt tình em, nhưng hoàn cảnh của chị thì không thể nào nói hết ra đây. Cho em rõ
sự tình đã từ lâu chỉ xa cách quê nhà. Sự đời từng trải qua gặp lắm đều xót xa trong chốn tình trường. Mấy ai thật lòng với ta, tuổi của em đang độ xuân thì nên mới có lắm người tới lui khi bướm hướng được qua rồi. Bội bạc sao không phân biệt đàng hoàng, người ta ở trên đời có ai mà giống ai. Đất khách bơ vơ cứ mãi nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng rơi đầy và tái mỗi bận xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Dưa hấu gò công bưởi ngọt biên hòa rủ bà đêm nén chúa thủ đức cam bè măng cục lái thiêu muối sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu cơm nấu gạo nánh trộn thơm bát ngát mùi hương khói lẫn trong tiếng pháo mấy cành mai nở rộ đón vào thừa. Lùng mưa tuyết đổ đâu phải xuân quê nhà nên cây cỏ xơ rơ. Ôi biết bao giờ được trông thấy cảnh xuân xưa, ngày về quê cũ vẫn nay lần mai lừa. Xuân năm trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm này lại hẹn đến xuân sau. Năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng chơ vơ, vài chiếc lá vẫn giờ bay trước gió. Tuyết rơi trắng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn. Chúc mừng chị Trần Lệ Thu đã hoàn thành xong phần thi của mình và xin được mời chị nán lại ạ. Thí sinh nào mình thi xong mình cũng hồi hộp quá, mình cứ đi nhanh vào trong bên trong sân khấu nhưng mình phải nán lại một chút chị nhé. Để chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà hội đồng giám khảo dành đến cho thí sinh Trần Lệ Thu đến từ thành phố Hồ Chí Minh với phần dự thi vừa rồi. Và các thành viên trong hội đồng giám khảo của chúng ta đã có những điểm số đầu tiên. 18,93 là điểm số của nhạc sĩ thạc sĩ Huỳnh Khải. Và cao hơn một chút là điểm số của nghệ sĩ Hoài Thanh 18,96. Vẫn còn hai điểm số từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,96 và
Điểm số từ soạn giả Minh Thùy của chúng ta là 18,96. Xin được chúc mừng chị Trần Lệ Thu ạ. À, thưa quý vị, vẫn còn một thí sinh nữa trong buổi thi bán kết đợt 1 năm 2017 ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ thì để thay đổi không khí một chút, chúng tôi cũng đã nhận được những lá thư đăng ký trực tiếp ngay tại hội trường của các vị khán giả đến tham dự vào chương trình. Và bây giờ thì cho Tú Trinh xin phép được mời một khán giả có tên là Trần Cưng, đến từ đảo Phú Quốc, rất là xa ạ. Xin được giao lưu với tất cả quý vị khán giả đang nghe đài trích đoạn cải lương Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Hoa Phượng. Dạ, xin được mời chú Trần Cưng ạ. À, nếu như đây rồi. Dạ, xin được mời chú lên sân khấu ạ. Ngồi ngay từ đầu chương trình đến bây giờ, lắng nghe phần dự thi của các thí sinh. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn của chú. À, chú có hồi hộp lắm không ạ? Cũng hồi hộp lắm chứ. Nhưng dạ, mà thôi xin phép hát luôn hay sao? Dạ rồi. Bây giờ mình hồi hộp quá, thôi thì mình hát luôn. Quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dành đến cho chú Trần Cưng. Dạ, xin mời chú. Phải ca được hai câu là tốt quá, căn câu một mà. À, nhờ mấy thầy là tôi hát một câu hai. Nói lỗi. Hoàn cảnh của ta hôm nay là gió nàng ca, nếu tung thô lỗ kia bài tỏ tình yêu đối với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không đến nỗi. Ở núi Triều Dân mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kỳ. Ôi ta không còn biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta, trong suốt 3 năm trời cách. Trong khi người ta lập nên những chiến công hiển hách, tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta trẻ trung uy vũ, người ta phong nhã chi tình. 6 tháng trời người ta đóng cửa ở Tư Dinh, cũng có khách vào ra nườm nượp, cũng có người mai mối dò la. Ôi biết bao nhiêu là khách má hồng, đều mơ ước có một người chồng quy vũ lại hào hoa. Xin cảm ơn. Dạ rồi, chú Cưng ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Hết hồi hộp luôn. Hết hồi hộp luôn rồi. À, chú ơi, chú có hay tập luyện ở trích đoạn này không? Để mình có thể tự tin biểu diễn trên sân khấu gì chú? À, lâu lâu đi nhậu với anh em, nhiều người đợn ca đó kìa. Thôi ông Chính hát đi, ông Chính ơi. Okay, nếu không được ca bài này thì hát Tô Anh Nguyệt cũng trích đoạn câu 2 câu nha. À, dạ, như vậy là mình cũng rất là thích bộ môn nghệ thuật cải lương này. Cho nên bây giờ là mình đã lên giao lưu rồi thì mình sẽ có quà. Đây là cuốn sách những bài ca vọng cổ hay do Đài Tiếng Nói như thành phố Hồ Chí Minh dành tặng đến cho chú. Và mình sẽ tập luyện nhiều hơn nữa, bởi vì trong đây có rất là nhiều cái trích đoạn hay chú nhé. Dạ rồi, xin được cảm ơn chú Trần Cưng rất là nhiều. Và xin quý vị một tràng pháo tay nữa được không ạ? Dạ, cảm ơn chú. À, thưa quý vị, như vậy thì khi đến tham dự vào các cuộc thi, quý vị khán thính giả không chỉ là chúng ta viết thư gửi về, chúng ta có thể hát trực tiếp qua điện thoại, mình có thể giao lưu ngay trên sân khấu, mà quý vị sẽ còn có thêm cơ hội nhận thêm những món quà trực tiếp ngay tại hội trường của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì không biết là quý vị đã sẵn sàng hay chưa, khi chúng ta sẽ cùng đến với lại những trích đoạn, những câu ca cổ do ban nhạc của mình sẽ hòa tấu lên. Và quý vị sẽ cùng lắng nghe và chúng ta sẽ đoán tên chính xác của từng trích đoạn đó. Và tất nhiên quý vị nào mà chúng ta đoán chính xác thì mình sẽ có quà mang về. Dạ, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ?
Dạ rồi, và bây giờ thì xin mời ban nhạc của chúng ta sẽ chuẩn bị các đoạn nhạc sau đây. Và đoạn nhạc đầu tiên, xin mời quý vị lắng nghe thật kỹ. Và mình biết rồi thì mình đừng có nhắc người kế bên quý vị nhé. Mình mất đi phần quà của mình. Và xin mời ban nhạc bắt đầu. Dạ rồi, quý vị nghe xong rồi thì mình biết đây là thể điệu gì chưa ạ? Có một cánh tay duy nhất đưa lên từ một khán giả còn khá trẻ. Rồi, Tú Trinh sẽ tiến đến xuống bên dưới luôn. Rồi, xin mời bạn, đây là thể điệu gì ạ? Đây là câu Nam Ai lớp mái. Nam Ai lớp mái. Lớp mái. Quý vị có thấy đây là đáp án đúng chưa ạ? Đây vẫn chưa phải là một đáp án chính xác. Và để giúp cho quý vị chúng ta dễ dàng hơn trong việc là cân nhắc các đáp án của mình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ nghe các gợi ý từ ban tổ chức nhé. Chúng ta sẽ có 3 đáp án là 1. Sông Cước, 2. Nam Ai lớp mái, và 3 là Trường Tương Tư. Bắt đầu dễ hơn rồi. Nghe lại thật kỹ quý vị. Còn một cơ hội nữa thôi. Nam Ai lớp mái không phải là đáp án chính xác rồi. Thì là ai đây ạ? Dạ, xin được mời một khán giả đã đưa tay lên từ rất sớm ạ. Dạ, xin được mời cô có thể trả lời đáp án của thể điệu này không ạ? À, thể loại này là Trường Tương Tư. Trường Tương Tư. Thưa quý vị, Tú Trinh phải nói gì đây? Khi mà chúng ta đã được gợi ý đến 3 đáp án rồi, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Mình chỉ có 3 gợi ý. Thứ nhất là Sông Cước, thứ hai là Nam Ai lớp mái, và thứ ba là Trường Tương Tư. Mà đã có 2 đáp án sai rồi, thì đáp án còn lại là Sông Cước. Cho nên rất tiếc là phần quà ở đây mình sẽ nhường lại cho các vị khán giả khác, cho những người bạn của mình đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay quý vị nhé. Vậy thì đầu tiên chúng ta đã bỏ qua cơ hội của mình, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe thêm những thể điệu tiếp theo, và mình phải lắng nghe thật kỹ quý vị nhé. Xin được mời ban nhạc. Và đây là thể điệu gì ạ? Với 3 đáp án như sau: 1 là Thu Phong, 2 là Ngự Giá Đăng Lâu, và 3 là Lục Luật Tiêu Hà. Xin được mời câu trả lời từ tất cả quý vị ạ. Nếu như mình đã có đáp án thì mình phải tự tin lên quý vị. Xin giật giơ tay lên ngay bây giờ. Và đã có câu trả lời, hy vọng rằng đây sẽ là câu trả lời chính xác từ một vị khán giả đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Dạ, xin được mời cô ạ. Đáp án của mình là gì ạ? Đây là bài Ngự Giá Đăng Lâu ạ. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng cô ạ. Và xin mời cô nhận ngay một phần quà của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn cô rất nhiều. Quý vị ơi, thời gian của chương trình không còn nhiều, nhưng mà Tú Trinh sẽ vẫn dành thêm một cơ hội nữa dành đến cho tất cả quý vị khi chúng ta đến tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời ban nhạc, chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện thêm một thể điệu cuối để tìm ra thêm một khán giả may mắn tại hội trường. Xin mời ban nhạc.
phải nói là quá dễ nha quý vị. Ba đáp án như sau: một, Lý Ngựa Ô Huế; hai, Lý Ngựa Ô Bắc; và ba là Lý Ngựa Ô. Xin mời quý vị nào chúng ta tự tin nhất ạ. Ở đây Tú Trinh thấy là có một cánh tay giơ lên từ rất là sớm, nở một nụ cười cũng rất tươi luôn. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ thưa, đây là Lý Ngựa Ô. Phải nói là quá dễ và đây là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng anh và mời anh nhận ngay một phần quà của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, quá là dễ, với lại là câu hỏi cuối cùng và chúng tôi cũng đã mang niềm vui đến nữa dành đến cho thêm một khán giả có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần dự thi cuối cùng của thí sinh số báo danh 07 Dương Kim Sang, sinh năm 1963 và đến từ thành phố Hồ Chí Minh, dự thi với bài hát Cố Bản Cây Lúa Nặng Tình Quê câu 1-2 của tác giả Diệp Vàm Cỏ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhìn trăng không.
trời quang dài mà lòng thầm mơ mùa lúa chín vàng tươi. Chúng con đi vì niềm mơ ước đó mẹ ơi, ngày hết giặc đất sẽ thành đồng ruộng, và ngày ấy không xa nên mùa vui đã tròn. Nên cây lúa bây giờ cây lúa nặng tình quê. Xin được chúc mừng thí sinh Dương Kim Sang và xin được mời chị cùng lắng nghe những phần điểm số từ các thành viên của hội đồng giám khảo. Và đây cũng là thí sinh cuối cùng của vòng bán kết đợt 1 năm 2017 của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Thạc sĩ Huỳnh Khải 18,95, nghệ sĩ Hoài Thanh 18,99 và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,98. Điểm số của soạn giả Minh Thùy là 18,98. Xin được chúc mừng thí sinh Dương Kim Sang, chúc mừng chị rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa theo dõi lễ khai mạc và buổi thi bán kết đầu tiên của đợt 1 năm 2017, cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần. Chương trình đang được trực tiếp phát thanh trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân và trực tiếp trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong buổi thi thứ hai, vòng bán kết sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017, và chương trình này cũng sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ 5 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.